Đây là tâm nguyện cuối cùng của tôi. Tôi biết sẽ có nguy hiểm, cho nên dù có thất bại, tôi cũng sẽ chấp nhận. Tôi đã cho bà cơ hội một lần rồi, bà cũng đã sử dụng nó. Hơn nữa, bà còn khiến một người vô tội phải chết oan. Khoảng cách 5 ánh sáng giữa anh và em, tập 11. Cô thấy có đẹp không? Ừ, đẹp đấy. Hôm nay là sinh nhật cô mặc gì cũng đẹp. Tôi cũng thấy vậy. Đúng rồi, vừa rồi tôi đã hỏi Thế Nhất, cậu ấy bảo sẽ đến đúng giờ. Thật không? Đáng yêu không? Đáng yêu lắm luôn đó. Cho cô này. Tôi còn mời cả Lý Triết nữa. Lý Triết? Mời anh ta làm gì? Cô thân với anh ta lắm hả? Là gì cái này? Cô biết là tôi rất dễ bị mua chuộc mà. À đúng rồi, giờ cô và Xuân Sơn thế nào rồi? Tôi cũng không biết nữa. Tuyết Cơ à, mặc dù chúng ta gần bằng tuổi nhau, nhưng tôi luôn cảm thấy nội tâm của cô rất kiên định. Gặp chuyện gì cũng có chủ kiến hết, không như tôi. Hễ gặp chuyện gì là sẽ dao động, do dự chần chừ. Khương Hòe, cô là biên kịch, chắc là đã đọc không ít truyền thuyết về ma cà rồng, người bất tử rồi đúng không? Vậy cô thấy trên đời này liệu có loại người đó không? Họ sống hàng trăm năm, hàng nghìn năm. Họ cũng có tình cảm như con người. Họ cũng yêu, cũng hận. Cô nghĩ loại người này có tồn tại thật không? Tất nhiên là không rồi. Những cái này chỉ là do các biên kịch tưởng tượng ra thôi, không hề tồn tại đâu. Sao đột nhiên lại hỏi chuyện này? Sắp đến lễ Halloween rồi mà, đột nhiên tôi nhớ ra thôi. Khương Hòe, Khương Hòe xuống đây, để tôi đi xuống xem sao. Sao anh lại đến đây? Khương Hòe bảo tôi đến. Cậu gọi à? Tôi không biết gì hết. À, tôi còn có việc, tôi lên lầu tìm Tuyết Cơ đây. Hai người nói chuyện đi nha. Xuân Sơn, giúp tôi đón tiếp họ chu đáo nhé. Bye bye. Đi đâu vậy? Hay là nghỉ ngơi một lát đi. Cô đang làm gì thế? À, không có gì. Phu nhân, đến giờ dùng bữa tối rồi ạ. Tôi đã gọi cháo bào ngư, vừa giàu dinh dưỡng vừa dễ tiêu hóa. Phu nhân. Phu nhân. Phu nhân. Lễ tân phải không? Tôi ở phòng 1805. Mau gọi ngay một chiếc xe cấp cứu giúp tôi. Chúc cậu sinh nhật vui vẻ. Trò chơi mà chúng ta sắp chơi kiểm tra sự chuẩn bị về mặt tri thức. Giờ tôi sẽ hỏi theo bộ đề trên mạng. Ai trả lời sai sẽ phải uống rượu. Được. Trả lời đúng có tiền thưởng không? Cô chi tiền thưởng hay sao? Vui quá. Đã lâu rồi chưa được chơi trò chơi với bạn bè. Nào được rồi, câu thứ nhất. Thời gian chiến tranh Tống Kim.
Từ năm 8 tuổi tôi đã ra nước ngoài rồi. Tôi thực sự không giỏi lịch sử Trung Quốc. Mấy người thì sao? Từ năm 1125 đến năm 1234. Trả lời chính xác. Uống rượu đi, uống rượu đi. Câu tiếp theo. Theo ghi chép, trong Yên Chiêu Vương cầu hiền, ai là người được Yên Chiêu Vương phong làm tướng quân? Câu này hơi khó. Lịch sử Trung Quốc tôi thật sự không rành mà. Yên Chiêu Vương là ai? Lạc Nghị. Trả lời chính xác. Câu này rất đơn giản, không liên quan đến Trung Quốc. Hồ nước ngọt lớn nhất trên thế giới. Cái này tôi biết, để tôi nghĩ đã. Hồ nước ngọt lớn nhất. Ra câu nào đơn giản thôi được không? Đã đơn giản lắm rồi mà. Hồ Superior. Trả lời chính xác. Tuyết cơ siêu quá, cái gì cũng biết hết trơn. Nhìn bề ngoài không nghĩ lại thông minh như thế. Anh nói cái gì? Thế nào là không nhìn ra tôi rất thông minh? Tôi vốn rất thông minh, hiểu không? Phu nhân, may mà đưa tới kịp thời, đã cấp cứu được rồi. Cảm ơn bác sĩ. Không có gì. Phu nhân, cuối cùng bà đã tỉnh rồi. Mau, mau liên lạc với Tuyết Cơ đi. Tôi không đợi được nữa rồi. Vâng. Xin lỗi nhé, đột nhiên tôi có chút việc gấp. Tuyết Cơ, hôm nay là sinh nhật tôi, để hôm khác không được hay sao? Khương Hòe, cô muốn đi cùng tôi không? Được. Đi thôi. Tôi tiễn cô. Không cần, chúng tôi tự đi được rồi. Tôi sẽ về nhanh thôi. Đi nào. Chơi vui vẻ nhé. Bye bye. Tôi đi tiễn Khương Hòe. Cô Tuyết Cơ, phu nhân đang đợi cô. Cô muốn vào cùng với tôi không? Có thể đây là lần cuối cô gặp được bà ta đó. Muốn. Đi thôi. Tuyết Cơ, cuối cùng cô đã đến. Lucy, đừng cho bất kỳ ai vào đây. Dân phu nhân. Đúng rồi, di chúc lập xong rồi đúng không? Nói với họ sau khi chết, không được giải phẫu di thể rồi chứ. Tuyết Cơ, cô thật sự không muốn tôi có thể tiếp tục sống sao? Đây không phải vấn đề tôi cần suy nghĩ. Đây là lựa chọn của bà. Bà vẫn còn một cơ hội lựa chọn. Chưa biết chừng còn sống thêm được vài ngày. Bà thật sự chắc chắn muốn truyền máu của tôi vào cơ thể của bà không? Không. Đây là niềm mong mỏi của tôi.
Sau này, có lẽ bà sẽ không hao tổn tâm trí bám theo người bên cạnh tôi nữa. Ý cô là cô ta? Tôi cũng muốn có cơ hội như thế. Chỉ là nếu tôi được tiếp tục sống thì mới có thể làm chuyện này. Không chỉ cô ấy, mà còn những người khác xung quanh tôi nữa. Không có. Tôi tuyệt đối không làm thế. Tôi luôn cảm thấy quanh đây còn có người khác. Có lẽ người bám theo cô không phải chỉ có mình tôi. Bắt đầu đi. Đức cơ, cô đang làm gì thế? Đây là tâm nguyện của bà ta. Bà ta mong được truyền máu này. Không được, như vậy sẽ xảy ra chuyện đấy, Đức cơ. Không kịp nữa rồi. Đây là lựa chọn của tôi. Không liên quan đến Đức cơ. Đức cơ, cảm ơn cô. Có lẽ giờ nói câu này cũng hơi muộn rồi, nhưng từ trước tới nay, trong lòng của tôi vẫn luôn cảm thấy rất có lỗi với người bạn đã chết kia. Tôi biết cô vẫn luôn muốn tôi chết đi. Cô vẫn luôn là người máu lạnh như thế. Tuyết cơ, Tuyết cơ, chúng ta cần gọi bác sĩ. Bác sĩ, bác sĩ. Phu nhân, tình trạng nổi ban đỏ trên người bà ấy giống như đã tiêm thuốc khác vào. Không có. Một tiếng trước, theo lời dặn của bác sĩ, gọi y tá đến tiêm. Đi thôi. Phu nhân, đây rốt cuộc là chuyện gì? Máu kia từ đâu ra? Khương Hòe, tôi có rất nhiều chuyện muốn nói với cô, nhưng không phải bây giờ. Cô có bao nhiêu bí mật tôi không rõ, nhưng hôm nay có người vì tôi mà chết, không phải vì cô. Đây là điều mà chính bà ta muốn. Nhưng nếu không phải tại tôi, nếu không phải vì tôi tặng bà ấy món quà đó, thì sao lại ra nông nỗi này? Làm sao tôi biết cô lại tặng bà ấy món quà đó? Sao lại thế chứ? Khương Hòe, đây là tâm nguyện của bà ta, lựa chọn của bà ta. Nếu sự lương thiện của cô khiến cô tự trách bản thân, vậy tôi mong rằng sau này trước khi ra quyết định, cô có thể nhìn rõ chân tướng. Đi thôi. Đi nào. Về nhà thôi. Về tiếp tục ăn sinh nhật. Làm gì còn tâm trạng mà chơi nữa. Đã xảy ra chuyện như thế, sao cô có thể tiếp tục chơi như thể không có chuyện gì? Được rồi, chú ý an toàn đi. Tuyết cơ, thank you.
Alo, alo, tiểu thư. Alo, chú Đạo Đức, chú điều tra giúp tôi, sao hôm nay trong camera của bệnh viện có ai đáng nghi ngờ không? Tôi rất tò mò, không biết là ai. Được. Làm tốt lắm, không bị phát hiện ra chứ? Có bị phát hiện, nhưng không sao. Tôi đã sắp xếp xong hết rồi. Toàn bộ băng camera giám sát trong khoảng thời gian đó đều đã bị hủy. Thông minh đấy. Alo, xin chào. Xin hỏi có phải ngài Ngô không? Cô là ai? Bây giờ tôi bận lắm, không đánh nghe điện thoại của cô. Là vì chuyện cái chết của mẹ anh, Trương Mẫn phải không? Sao cô lại biết? Gửi địa chỉ cho tôi đi. Tôi sẽ gửi một tài liệu cho anh. Có lẽ anh sẽ thấy hứng thú đấy. Mà cái này đến cho ngài Ngô. Vẫn như lúc trước, không được để người khác phát hiện ra. Dừng. Alo, cô rút cuộc là ai? Cô gái trong những tấm ảnh cô gửi cho tôi là ai vậy? Trên tay cô ta đang cầm cái gì chứ? Mẹ của tôi bị cô ta mưu sát sao? Tôi quyết không tha cho cô ta. Sao lại chọn nơi cao như thế này? Lúc trước đã nói với anh rồi mà, tôi thích nơi cao thật cao. Bỗng nhiên biến mất cùng với Khương Hòe, sau đó lại một mình chạy tới nơi cao như thế. Đầu của cô có vấn đề hay sao? Hôm nay, một người mà tôi quen biết rất lâu đã qua đời. Ở ngay trước mặt cô ấy, có lẽ Khương Huệ nhất thời không chấp nhận nổi. Vậy cô thì sao? Nhìn thấy rất nhiều cảnh sinh lão bệnh tử rồi ư? Thế nên mới có cách chấp nhận được. Anh muốn nghe nói thật không? Đúng vậy. Thế nên tôi không muốn sống lâu như thế. Con người ta tới lúc nên chết thì hãy chết một cách phóng khoáng vào. Ngày nào cũng mộng cảnh sinh tử. Lại không muốn sống trên đời này. Lẽ nào chưa từng nghĩ đến cuộc sống hiện thực ư? Ví dụ như bây giờ, anh biết không, trên đời này mỗi người đều có vị trí của riêng mình. Nhưng tôi lại không có. Mỗi người đều có người cần đến. Nhưng không ai cần đến tôi. Nếu tôi nói tôi cần thì sao?
Nếu anh nói anh cần em, liệu em có yêu thương thế giới này hơn không? Có lẽ thế giới này sẽ không mềm lòng với em, không bày những thứ tốt đẹp nhất trước mặt em. Nhưng anh sẽ làm gì? Tôi sẽ không can thiệp vào tình cảm của cậu. Con đường sau này của Cố Thế Nhất vẫn còn dài lắm. Hãy tranh thủ thời gian này mà yêu đương đi. Sau này thời gian của hai người không còn nhiều nữa đâu.